kỳ đông, mùa này bạn nghĩ sẽ có gì? Hoa trái quanh vườn, những đặc sản vùng nông thôn. Phong cảnh hữu tình, văn hóa lịch sử đặc sắc. Hãy cùng Bảo Ngọc khám phá hương quê xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh trong hành trình hôm nay nhé! Trước khi cảm nhận hương quê Kỳ Đồng, quý vị và các bạn hãy cùng tôi dạo bước trên những con đường làng, ngắm nhìn cảnh sắc quê hương nơi đây trong đổi thay của nông thôn mới. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 50 km, xã Kỳ Đồng với thế mạnh phát triển kinh tế vườn đồi, trồng cây ăn quả. Nhiều năm qua với sự phát triển mạnh mẽ trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nơi đây đang trở thành địa chỉ xanh cho mỗi người khi muốn khám phá cảnh sắc của hương đồng gió nội. Hương quê Kỳ Đồng sẽ níu chân bạn với những trải nghiệm thú vị của chương trình Non nước Hồng Lam hôm nay. Thưa quý vị, nhắc đến Kỳ Đồng, người ta nghĩ ngay đến một loại quả nổi tiếng mà theo tên gọi địa phương đó là ổi Ba Cục, một giống ổi lên Đài Loan. Và ngày hôm nay chúng ta đến đây thì cũng vào mùa ổi chín, và theo hương ổi chín thì chúng ta cùng tìm đến nơi đầu tiên trồng giống quả này nhé. Sau nhiều lần chuyển đổi cây trồng cùng với những chính sách trong xây dựng nông thôn mới, xã Kỳ Đồng đã lựa chọn cây ổi là một trong những cây trồng chủ lực trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình. Phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu cùng với sự cần cù chịu khó của người dân nơi đây, ổi Ba Cục ngày càng phát triển tốt, cho quả to, đều, đẹp, giòn, được người tiêu dùng ưa chuộng. Cuối năm 2019, tổ hợp tác trồng ổi Kỳ Đồng ra đời đã tạo điều kiện xây dựng thương hiệu, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng thị trường ngày càng lớn. Với việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ổi Ba Cục đã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao và có thể hướng đến xuất khẩu. Nhờ vậy, nhiều gia đình ở đây có thu nhập ổn định, chất lượng đời sống ngày càng được nâng cao. Chào chào bác ạ. Chào cô. Vâng, thưa bác, là khi mà đến với Kỳ Đồng thì bà Ngọc được biết là giống ổi này là giống ổi lê Đài Loan. Vậy thì không biết tại sao người dân ở đây lại gọi là giống ổi Ba Cục hả bác? Có tên Ba Cục là cái địa danh ở trên dọc tỉnh Đông Một đấy, là gọi là địa danh là Ba Cục. Thì dân gọi đấy là ổi Ba Cục ạ. Vậy thì giống ổi này thì bác đã trồng ở vườn nhà mình được lâu chưa hả bác? Thì trước đấy trong cái ổi truyền thống ạ. Nhưng mà sau khi chuyển đổi sang cái giống ổi mới này khoảng năm 2014 là bắt đầu trồng rồi. Không biết là giống ổi Ba Cục này thì có điều gì khác so với giống ổi truyền thống ạ? Cái ổi giống Ba Cục này là nó có trái quanh năm. Như trước cái ổi truyền thống thì nó ra theo mùa, khác cả cái hương vị, cái gió, cái chất đất ở đấy khác hơn các nơi khác. Vâng ạ. Thưa bác, là bà Ngọc thấy là ổi ở đây thì người ta thường bọc 2 đến 3 lớp như thế này. Thế vậy thì điều này có tác dụng như thế nào đối với việc chăm sóc giống ổi này ạ? Đây là trước đấy là không bọc. Thì sau khi thời gian thì gió cái thời tiết bị con ruồi vàng nó chích, cái ổi nó bị xấu. Thì sau này bọc cái giữ nhiệt và giữ khỏi con ruồi vàng nó chích, sâu bò nó chích vào. Là cây ủi bóc đóng là khoảng một tháng, hơn một tháng là bắt đầu mình lạt được. Vâng ạ. Là cây ủi nó sạch, to, giá màu mở, màu mả, giá đẹp và ngon và giòn. Vâng ạ. Vâng, và bây giờ thì Bảo Ngọc sẽ thử hương vị ổi Ba Cục ngay tại vườn. Không những giòn mà ổi có một vị ngọt rất là đặc trưng. Và chắc hẳn đây sẽ là một đặc sản truyền thống của Kỳ Đồng mà quý vị và các bạn khi đến đây nhất định phải thử. Thưa quý vị, về Kỳ Đồng những ngày cuối năm như thế này, hương quê nơi đây còn thấm đẫm những cánh đồng kiệu thơm. Chúng ta không khó để bắt gặp những người dân đang rộn rịp thu hoạch kiệu, một món quà quê không thể thiếu trong dịp Tết sắp tới. Nghề sản xuất kiệu của người dân xã Kỳ Đồng đã có từ bao giờ, hầu hết đều không ai hay. Chỉ biết rằng, nhiều thế hệ nông dân ở đây đã gắn với cây kiệu. Không ít gia đình từ mọi nhu cầu ăn học, sắm sửa, trang trải cuộc sống, phần lớn là do thu nhập từ cây kiệu. Đặc biệt, mỗi khi chuẩn bị Tết đến xuân về cũng là khi cây kiệu vào vụ thu hoạch, góp phần tạo ra những cái Tết đủ đầy cho bà con. Em chào chị ạ. Chị đang thu hoạch kiệu đúng không ạ? Vâng, Bà Ngọc được biết là bên cạnh cây ổi thì cây kiệu cũng là một cây trồng chủ lực của địa phương mình đúng không ạ? À, đúng rồi ạ. Cây kiệu ở đây bà con nông dân là ai cũng nói chung nó dễ trồng, cho nên là mọi người ai cũng trồng một người mấy sao kiệu ở xung quanh đây ạ. Vâng, vậy thì Kỳ Anh thì được biết là nắng hạn mưa nhiều, vậy thì điều này có ảnh hưởng đến chăm sóc, chăm bón cũng như là sản xuất kiệu không ạ chị? Nó rất là dễ làm, nó chịu được cả nắng hạn cả mưa, cho nên là bà con chỉ làm xong đấy vun luống lên là được ạ, chứ mâm cỏ là được, không phải bỏ công nhiều ạ.
Vậy thì cây kiệu thì thường thường là bắt đầu xuống giống vào thời gian nào và được bao lâu thì cho thu hoạch cả chị? Cây kiệu thì khoảng tầm 5-6 tháng thì là họ thu hoạch, từ xuống giống đến tầm khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó. Mà vào thời gian này thì chuẩn bị thu hoạch này. Vậy thì sau khi thu hoạch thì chị có thể hướng dẫn cho Bảo Ngọc cách muối kiệu có được không ạ? Thì nó bác chị hướng dẫn em cách muối kiệu ạ. Vâng ạ. Sau khi được các chị trong tổ hợp tác trồng kiệu Kỳ Đồng hướng dẫn làm sạch mẻ kiệu vừa thu hoạch, tôi thực sự háo hức muốn tìm hiểu về kiệu muối, một món ăn mà gia đình tôi khá ưa thích, để có thể tự tay làm được món này trong dịp Tết sắp tới. Chị Dung ơi, sau khi đã rửa sạch như thế này rồi thì công đoạn tiếp theo để muối kiệu là như thế nào hả chị? Rửa sạch kiệu xong là bắt đầu là mình bỏ một ít muối trắng này vào, mình tóc mình để khoảng tầm ít ngay cho cái kiệu này chín á. Mình đưa ra mình rửa sạch cho để ráo nước phơi hở một chút, xong là mình đổ gia vị là gồm có đường này, mít chính này, nước mắm này, ớt cay đấy. Còn những người họ thích bỏ tương vào, hoặc là mọi người muốn ăn nhanh chua thì có thể xem vào một chút giấm á. Thế là sản phẩm thể được hoàn thành ăn được. Bảo Ngọc được biết là tổ hợp tác trồng kiệu Kỳ Đồng thì vừa mới được ra mắt. Vậy thì điều này có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm kiệu Kỳ Đồng của quê hương mình hả chị? Trước đây thì người dân ở đây là làm xong là từ mọi người từ đưa đi bán riêng, còn bây giờ mà từ khi mở ra cái tổ hợp tác rồi là rất là thuận lợi cho mọi người trong cái việc sản xuất, xong rồi là đầu ra đầu vào á, cho nên là rất là thuận lợi cho bà con nông dân ở đây ạ. Xây dựng để phát triển thương hiệu sản phẩm kiệu của Kỳ Đồng là một hướng đi đúng đắn của chính quyền địa phương cũng như là của bà con nơi đây đấy chị ạ. Thưa quý vị, về Kỳ Đồng vào những ngày đông đầy nắng như thế này, quả thực là một chuyến đi ý nghĩa. Ngoài được thưởng thức những thứ quà quê thơm đậm tình quê hương, thì Bảo Ngọc tin chắc rằng đi thuyền trải nghiệm đập trọt chè thôn Yên Sơn sẽ khiến cho hành trình của chúng ta thêm phần thú vị. Và bây giờ thì hãy cùng Bảo Ngọc lên thuyền nhé! Đập trọt chè thôn Yên Sơn vào mùa này thơ mộng như một bức tranh phong cảnh hữu tình. Lòng hồ đập trong xanh, khám phá lòng đập bằng thuyền như thế này. Tại sao không nhỉ? Tôi tin rằng quý vị và các bạn sẽ không muốn rời đi. Thì bác có thể nói thêm cho Bảo Ngọc biết về đập trọt chè này, nó có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của người dân nơi đây ạ? Đập trọt chè này thì cũng mới khoảng một vài đời nay là được ông cha là đắp sửa lại để phục vụ. Trước thì phải phục vụ cái cảnh đẹp, mà hai nữa là phải phục vụ được nước tưới. Cháu mà về đến cái cảnh đi trọt chè này rồi thì các cháu phải ghé lên cái đền ở chỗ đó. Cuốn theo câu chuyện về những giá trị mang tính lịch sử, văn hóa nơi vùng đất này từ người cựu chiến binh thân thiện, thuyền chúng tôi cứ vậy xuôi về cuối chân đập, nơi có ngôi đền cổ linh thiêng bao đời của người dân nơi đây. Thưa quý vị, đi thuyền trên đập trọt chè, ngắm cảnh xã Kỳ Đồng, một xã vùng bán sơn địa, tôi như càng bị thu hút hơn bởi đền Đức Vua cao khắc Mạc Sơn ngay cạnh chân đập. Tạm biệt bác cựu chiến binh với những câu chuyện ý nghĩa về đất và người nơi đây, tôi tiếp tục hành trình của mình với quê hương Kỳ Đồng. Chỉ cần 5 phút đi bộ, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của một di tích lịch sử văn hóa từ ngàn đời, đền Đức Vua cao khắc Mạc Sơn. Thưa bác, là đền thờ Đức Vua cao khắc Mạc Sơn thì có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tâm linh của người dân nhiều thế hệ. Vậy thì bác có thể giới thiệu thêm về lịch sử của ngôi đền cho Bảo Ngọc cũng như là mọi người được biết không ạ? Ngôi đền này là trước đây là có ba thanh đá, trước là có xây một cái nền vôi và lì là có làm một cái hình biểu gỗ, và trong cái biểu gỗ đó là có một cái hòm sắt, tức là cất giữ cái di tích là lịch sử của người. Vâng, vậy thì thưa bác, là không biết là ngôi đền này còn lưu giữ những dấu tích gì còn sót lại từ thời Đức Vua cho đến tận bây giờ không ạ? Cũng là quá nhiều thế hệ là cán bộ nhân dân thôn Yên Sơn của chúng tôi là còn lưu giữ lại hai cây kiếm, quả vật là quý bảo của ngài đối với cán bộ nhân dân thôn Yên Sơn của chúng tôi hiện nay. Quả thật là còn lưu giữ được những đồ vật rất là đặc biệt, có ý nghĩa rất lớn với người dân thôn Yên Sơn nói riêng cũng như là người dân của Kỳ Anh nói chung, đúng không hả bác? Quý vị và các bạn cảm nhận như thế nào với hương quê Kỳ Đồng? Còn với Bảo Ngọc thì thực sự ngọt ngào bởi tình thất và tình người nơi đây. Quả thật thì mỗi trải nghiệm sẽ càng làm đầy thêm vốn sống và tình yêu với quê hương. Và hãy tiếp tục cùng với chúng tôi khám phá những điểm đến cuốn hút trong những hành trình tiếp theo của Non Nước Hồng Lam.